hai đường. Ủa hai đường ta. Trời ơi xong kỳ vậy. Lấy hai bao kia. Ủa. Bao của ta. Không bao người ta về Dạ Diêm anh. Dạ Diêm. Dạ. Đi. Đi đi. Đột nhập không nhập. Có chó đâu. Coi chừng chó đang đẻ vậy. Cho người ta một cơ hội đi, đi về để nuôi. Thấy con trẻ đẹp thì họ nói vậy thôi chứ giờ con mình còn nhỏ lắm, đừng có lay động đó, rung động nhỏ mà giống như là những cái anh nào đó xin số rồi kêu em gửi những cái hình nhạy cảm quả thân gì đó. Ý là chồng em nói là ngừa uống thuốc ngừa thai rồi dùng béo cái xu nên là sao mà có bé hả? Mày nhắm mày ở đây được thì mày ở, còn không thì mày về mẹ mày nuôi đi. Chồng em đánh em lấy cái bình nước đá đập lên cái lưng em này nè, em về mẹ uống thuốc mà không có hết. Kêu cắt buồng trứng của em không cho đẻ nữa. Ai kêu cắt buồng trứng của chị? Bên nhà chồng á, vợ thì kiếm một khác, còn mà mất mẹ thì ông có kiếm được. Người ta say xỉn quá, lúc mãi mà người ta kêu là chưa ra. Em thì cảm nhận được rồi nhưng mà chưa ra không có uống thuốc. Đe dọa biểu ba dù còn sau này có cái gì đi ba thông cảm cho con mà gặp bé Thảo ở đâu là con giết chết ở đó. Trời ơi là thấy vợ ở đâu là giết chết ở đó. Em mà về đó mà nó không thấy rồi nó giết. Con này mới về đây nó điện xuống đây nó bây giờ là chồng em là nói là gặp ở đâu chém đó hay sao? Dạ em mà về đó là không có cho vô nhà. Là sao em tâm sự đi, chồng em nói làm sao? Chồng em nhắn tin là em về đó là chồng em không có cho nhà, đuổi ra đường. Chỉ là chờ tòa kêu ly dị thì ly dị thôi. Mình nghĩ là trong nhà mình, trong tình cảnh của mình nghèo quá, người ta khinh dễ. Cái lúc đầu người ta nói ngon nói ngọt. Gửi ba cái ảnh trong tế nhị á mày. Chặn rồi, đã nóng chứ gì. Muốn con gái tôi mới bị lỡ bước đường. Chồng con bây giờ để cho nó yên ổn, nó nuôi con chứ đừng có quậy, đừng có nó gì gửi những hình ảnh ấy xấu xa đó. Phongnguyen xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phongnguyen đang cùng với anh Tâm, chị Ngọc, với chị gái, với chị Thật nữa, với đặc biệt có Phạm Tấn của bác anh chị. Bữa nay đang có mặt ở dưới Định Quán tỉnh Đồng Nai. Thì tiếp tục bữa nay là đi xuống thăm hoàn cảnh gia đình của bé Thảo của bác anh chị. Rồi leo anh chị. Lên đi, tán cưng lên trước đi tán. Đi lên trước. Rồi bây giờ thì thu ship đi vô tại đây không có xe của bác chị. Thì chúc Phongnguyen cùng với đoàn gửi lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả của Mạnh Thường Quân nha. Ê con gái làm ơn cháu giúp cô vô đi từ thiện cho chị Thảo trong đây dùm. Rồi. Để con còn thiếu mấy xe. Không xe này nó đủ ủa, xe này chở đồ quên. Bây giờ sao? À sao? Không, chồng đi chồng. Chồng đi luôn đi. Rồi à. Chị leo đi chị. Không, em với Tấn đi cưng. Leo đi. Hai đứa đi cưng. Còn gì nữa không? Bỏ đây luôn. Dạ, cảm ơn anh, được rồi. Không. Người ta lấy lụa. Ở đi đâu trong đây? Tới nhà bé Thảo cháu anh. Bé Thảo hoàn cảnh khó khăn. Chạy đi anh chỉ đường. Cái quẹo này phải ta. Lên đây nè. Thôi rồi, phải không? Không biết nữa. Lại đi. Kìa, sắp tới rồi đó. Ủa nhớ cái ổi đây nó mất tiêu rồi. Làm rồi, nó ứng đi rồi đi rồi. Ừ, hình như đúng đường rồi đó. Đúng đường rồi. Ủa sao hai đường? Ủa hai đường ta. Trời ơi sao kỳ vậy? À, đây. Chết rồi. Đâu có nhà hoang đây không phải đâu. Thấy hơi lạ đó. Chà giờ không phải rồi. Đi lên cái đường hồi nãy á. Có biết người nhà của bé đó không? chết rồi. Không phải đúng không? Không phải. Cái đơn đường hồi nãy á. Không phải rồi. Lộn rồi. Trời ơi. Đi sao chúng còn cọp dập cái chết luôn á. Ở đây quan sơ quá. Có đấy bưởi anh không? Thôi bưởi đập chết rồi. Anh đi qua bên đường bên đó đó. Không quẹo tay trái. Tay trái không đây nè. Cái này cũng quẹo đó, quẹo tay trái đúng rồi. Phải không? Đúng. Mày hỏi. Thôi. Ở đây là bữa mới đi mà sao kỳ ta. Trời ơi, này chạy xe cứng thì chứ. Ồ, cái nhà xíu rồi. Đó, quẹo đây nè. Ừ, đúng rồi. Thấy cũng tựa. Gì vậy? Ở đâu rồi? Nó mất tiêu giá rồi. Tột quá. Cái bé nè, đúng rồi, cái bé này nè. Ủa, sao lạ đây? Đợi chút xíu được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đây. Rồi. Đúng rồi anh, đúng đường này rồi. Thôi được rồi. Nói hay đúng ngay trên chính xác. Trời ơi hồi hộp quá. Vô chút xíu rồi. Giờ hiện tại thì mấy anh em cũng mới tới của anh chị, có anh đẹp trai dễ thương quá, anh giúp đỡ chở đi. Rồi. Thôi vậy chắc chạy vô luôn quá. Không quẹo luôn quá, tại đồ đạc nhiều quá trời. Làm cực khổ anh quá trời. Vô đây luôn anh, chạy đây nè. Dạ. Rồi. Vậy là anh này ở lại lắc chở mình về luôn hả? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi thôi vô chị. Đâu nhà đâu. Trong đây nè chị. Đi vô. Đi bộ vô nữa hả? Chị. Lấy 2 bao kia. Ủa? Bao quân ta. Không bao ta về giải diêm anh. Giải diêm. Dạ. Tưởng là con mình. Dạ. Này đi xuống chắc gia đình bất ngờ lắm. Tại bữa mới ở đây. Mình mới đi đây mà được cái duyên của Mạnh Thường Quân. Tại bữa chị Ngọc nói là có cô bác nào gửi thì mình tranh thủ mình xuống mình trao nữa nên cô bác gửi á anh. Tại vì bây giờ hỏi em cô bác ở nước ngoài ở xa xôi mà. Dạ. Cảm ơn nhiều nha anh. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Chút không có xe sao mình ra anh. Mình đi bộ không? Sao nè. Cũng có anh này anh làm vài tô cũng hết rồi. Dạ. Nhưng mà chị Hình luôn Tấn. Có vài tô hả? Dạ. Có cái vậy bả đâu phải không? Rồi dạ. Mình cũng ráng chạy nó giúp nó giai đoạn này nữa là nó khi dạ. con nó cứng cáp rồi là mình khỏe rồi. Chủ yếu là con cái nó đi đứng được là tới đó khỏe. Lúc đó là nó tự nó làm, nó mưu sinh, nó nuôi con nó được rồi là lúc đó cũng yên tâm. Dạ. Chứ mình mới đi đây mà mình gặp trong vùng sâu vùng xa này làm gì có. Mình cũng muốn hay gì mình gửi ra cho nó cũng được, dạ. Đúng không? Nhà mình cũng đi để coi tình hình sao anh. Cái tình hình cuộc sống coi sao. Với sẵn mình cũng đi chắc mai mốt mình phải đi thường hả anh Tâm ơi? Ừ. Tại chó sủa chưa có quen mình nó sủa quá trời. Thường chó đừng sủa đúng không? Dạ. Nữa mất đồ tao đó thường mày cái nào đó. Trời ơi. Chó quen. Chó đẹp quá. Này giống như lạc vô khu rừng rồi. Giờ em nói khéo em năn nỉ xe này ở lại đi lát đưa mình ra. Em chị, này, chị. Em chở mình á, lát ở lại đưa mình đâu. Chứ không phải ở lại chở ra chứ sang cậu gì đâu. Làm gì? Qua không lấy xăng hả? Đi. Ở lại giúp cho đón luôn đi, đi làm gì? Đi. Không, kêu ở luôn đi, tụi nó ghi hình chút à. Thì làm nhà làm gì đó, tụi này lắc. Thôi chút nhờ chú chở ra được chị. để mất công việc ảnh. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ chúc anh sức khỏe. Ở đây bà con quý ghê không bà con. Đi hỗ trợ nhiều với xạo luôn. Ôi ơi thiệt. Rồi vô trong đây lát rồi khỏi ra luôn á con. Đi bộ ra luôn, trời ơi. Ai cặp tiền đi trước. Ôi vậy thôi mình đi trước đi, em đâu có tiền. Không, tình cảm quý hơn tiền bạc vậy. Phải không? Giờ thời điểm này là chủ yếu là tình cảm thôi. Nhưng mà không thiếu tình, thiếu cái gì? Thiếu tiền bạc là cũng hơi mệt đó anh. Bữa nay mình đi không báo làm như ở nhà đi hết trơn rồi. Cái điện thoại mới. Gì vậy thật? Gì á? Dấp cái cục gạch. Cái điện thoại mới hư tê tét này. Bán bao me nữa đi anh ơi. Chủ nhà ơi, bán cho bao me đi. Me quá trời. Đi đi xuống rình coi. Đi. Đột nhập. Có chó đâu. Coi chừng chó đang đẻ vậy. Không có đâu. Chó chân cũng quen hơi mình á. Chó chân cũng quen hơi mình á. Chú nhà ơi. Ủa? Chú. Nó ra mua có me không? Có me không? Chào chú. Chào chú. Bé Thảo đang mới đi ra đây mấy ngày nữa, anh nhớ tụi em ra đây mấy ngày rồi không? 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày nay ra nữa nè, là anh thấy thì đi nhớ. ngang đây. Nhớ. Ê. Con chú kìa, nhớ con chú kìa. Ơi nhìn kìa, coi nhìn kìa. Dạ. Trời ơi, thấy cưng ghê không? Thay đồ em đi rồi ẵm em ra đây con. Nay có chị Thật với lại chị gái đầu anh Tấn đầu ra thăm hai mẹ con nữa nè. Đồ bánh trái của chị Thật để đây, lát chị Thật nhớ nha chị Thật. Vô đây cưng. Thật, vô đây nhìn công chúa kìa, cưng lắm. Cái mà mấy này nó chua ghê lắm. Chưa ăn hết hà rồi. Trời gái thấy cưng ghê á. Mời cô bác anh chị ăn me nha. Anh Tấn. Ừ. Cưng ghê không? Nè, gái đi đầu tiên này vô coi gái với Thật nè. Em coi hai clip. Ê, nước tương để đây, nước tương để đây. Ủa gạo với mì rồi bỏ đâu rồi? Ủa? Trước đó chị. Tưởng đâu quên chứ. Ăn gì vô gấp đi coi. Cất giùm hết đi đặng cho nó ấy nè, mấy bọc toàn đen nè. Nè khẩu trang rồi nè. Đó đem bọc mấy bọc đó đi. Ừ đúng rồi. Này đi quay tự nhiên chứ không có sắp xếp nên là cũng ấy hả chị. Cái này mình tới độc sức mà. Dạ. Mình tới độc sức mà đâu có ấy gì. Vậy là mới biết là chú không có ăn nhậu rồi, chú chỉ ở nhà làm việc thôi. Ăn nhậu gì bệnh thứ mồ ăn nhậu mày. Anh gì mà còn ăn nhậu nữa thôi. Tôi thấy anh Phong thấy mặc cái áo lộ bò cho nên không nói vậy. Quẹ xong rồi kìa. Rồi, ra đây coi công chúa. Ra đây cho mát mẻ bé con. Bữa nay có cô Thật với cô gái nào ra thăm chú Tấn là ra thăm nè. Em mặc kháo khỉnh nè, cưng ghê. Rồi. Quay clip cho anh Cẩm Anh cười mà lau liền cười. Khỏe không? Cưng. Dạ em khỏe. Khỏe hả? Trời ơi. Biết ai đây không? Xích lên nè chị. Lau liền. Cục vàng rồi nha. Cưng quá thơm quá. Cười đó chứ. Trời ơi biết quen cười kìa. Có quen không? Gật đầu. Thôi gật đầu nữa. Hôm bữa nói xuống đây con bé nó ngủ không được. Rồi bữa nay mới thu xếp là đi nhưng mà không có báo. Cho nó khỏi trong. Nó không trong. Thấy cưng ghê không Thật? Dạ. Mắt đẹp với sợ luôn. Cười kìa. Mừng quá hả không? Mừng quá không hả không? Sao nhìn dữ vậy? Thấy lạ hay không? Ủa sao chị Thật không dám lại gần hả chị Thật? Không phải em lại gần đây. Hả? Đâu có gì đâu, xích lại. Bồng nó cho vòng luôn mà. Thấy cưng quá trời. Cưng quá. Bé tính ra là mấy tháng rồi đó? Dạ 4 tháng rưỡi à. 4 tháng rưỡi rồi hả? Chơi hoài luôn nè. Mẹ Thảo ốm kìa. Sao ốm vậy? Mẹ chăm bé. Chăm bé hả? Sắp xếp đi nè. Xin phép em nha. Con để làm vậy Trưng dễ sợ. Mắt long lanh gì đó, mặt cười ha. Sao hả? À? Con quen hả? Trời ơi. À, cô đi làm hả chú? Đi làm. À cô đi làm hả? Hái tiêu được hả? À là cô đi hái tiêu hả chú? Sao hôm nay thấy chú cũng ốm quá trời ốm vậy? Bệnh. Cũng bệnh rồi ra thì. Bữa giờ ổn không Thảo? Dạ cũng bình thường ha. À. Cười tán ra. Quen không con? Trời ơi, thấy cưng dễ sợ luôn thiệt. Mặt đá gì đâu, cười nước người ta không báo. Cười suốt nè. Bữa là em không có ôm nó được á. Xinh gái là làm ăn vậy nào. Cười nước à đó. Đó là nhìn từng người luôn á. Đó. Vậy cái này là phải là ai cũng phải có quà. À, em quà đi, còn chị cho chục cái gạo nó ăn cho tới lớn luôn á. Dạ. Nấu cháo à, nấu cháo nghiền ăn tới lớn. Bữa nay cô Ngọc có quà cho con rồi đó nha. Có gạo á. Còn cô thật thì có bánh ăn tới lớn luôn chứ. Nói thôi chứ mà tấm lòng là quý hơn tất cả. Dạ. Ngay bữa nay tình hình gia đình sao vậy em? Dạ cũng bình thường ạ. Có biến cố gì không? Dạ không, nhưng mà hổng nghe em nói gì bình luận gì bên chồng em kêu về xét nghiệm bé gì nếu mà con nó nhận nó bình luận cho qua la vậy thôi chứ nó bác bỏ rồi. Ý là sao? Ý là sao em? À, tụi anh không hiểu. Không anh nói em đó. Có bên chồng vô bình luận YouTube đó. À, là kêu xét nghiệm ADN đúng không? Dạ, cái người đó là cái người ở gần nhà trước cửa nhà chồng em á. Tức là có liên quan anh em gì bên chỗ mà người hàng chồng. Xóm á, hàng xóm. Ồ, hàng xóm mình nói thì không có quan trọng. Hàng xóm là coi như mình bác bỏ. Còn mẹ chồng với chồng em là bác bỏ rồi. Nói chung là bỏ rồi. Nhưng mà theo em suy nghĩ thì nếu như mà em về bên chỗ chồng thì liệu rằng là có ổn không hay là như thế nào không? Dạ chắc không ạ. Tức là em không có về bên đó nữa. Dạ, có về nhưng nếu mà về lo giải quyết ly dị. Còn hôm nay thì em tới đây á, thì cũng thăm hai giờ hai mẹ con cũng như là chú với cô ở đây. Hôm nay thì chị Thật thấy sao? Thấy cưng không? Dạ. Có lẽ là chị Thật cũng đã coi cái hoàn cảnh này rồi ha. Như cái chuyện cũ thì mình bỏ qua đi. Dạ, chuyện cũ thì mình bỏ qua. Cái hoàn cảnh của bé Thảo đây thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Thì chị gái có cảm xúc gì không chị gái nhỉ? Dạ. Con mà mới bị lớn nhưng mà cha không chịu lo hai chồng chung sức nuôi mà bỏ vậy thấy tội. Rồi hồi con mới cưới về ở nhà nó không đi đâu hết, mới cưới thôi mà kiểu như 4 tháng cấn bầu mà nó còn không tin. Cái ông bé kia là con của nó. Để ra vậy cưng gì nghĩ sao mà không nhận bên nội. Cô ẩm nha, để cô ẩm nha. Dạ. Này không chịu. Ồ vậy đó hả? Thôi đi chơi đi, đi chơi nha, bye bye. Rồi ẩm đi luôn rồi. Con nhà nghèo nó dễ vậy đó. Dạ. Được cái con nuôi mẹ đẻ đứa nào nó cũng dễ đó. Trời ơi, ẩm ra nãy giờ cả nửa tiếng rồi đó. Cười luôn rồi. Rồi, chào em ha. Rồi tính ẩm về luôn hả chị? Tôi có cho đâu. Nó có cho đâu. Con vàng con ngọc mà. Cười tốt tét rồi. Bữa nay đi xuống đây thấy sao chị? Chị thấy thương hai mẹ con. Giờ chị cũng không biết nói gì hơn thì giờ em cố gắng để nuôi bé Thảo á chị. Bé Thanh Thảo. Là cố gắng để nuôi con. Bé dễ thương quá trời luôn à. Ai cũng thương em hết á. Nên em cũng phải cố gắng. Có cục vàng về mà sao mà buồn nổi. Cười gặp ai cũng ẩm được hết trơn mà. Cười đi con. Vậy dễ nuôi chứ, con nhà nghèo rồi đó vậy á. Dễ cho mẹ đi làm kiếm tiền nuôi chứ. Thấy không? À, thấy làm sao? Không muốn mẹ ở nhà ẩm hoài. À, ngó đâu vậy? Kiếm bắt cắt hả? À. Nhìn mấy cái lon đỏ đỏ. Rồi. Giờ hôm nay có cô bác nào có điện thoại cho em nữa không? Anh xin phép ha. Dạ không. Không ha. Dạ. Thì trong cái vụ việc trong gia đình đó, khi cũng có nhiều cô bác là cũng quan tâm, cũng thương yêu em, cũng muốn giúp đỡ em. Nhưng mà trong khi đó là anh là Phongnguyen cùng với Phạm Tấn á, cũng chia sẻ hình ảnh. Thì có bà con xin số thì tụi anh cũng rất lịch sự, cũng tôn trọng ý kiến em á. Cũng hỏi là có cho được hay không thì em cũng đồng ý. Nên là nhằm khi á, là mình lời nói mình không có nói được là cho nó suôn sẻ, thì nhằm khi là nó ảnh hưởng tụi anh rồi nữa. Dạ vậy thôi, nếu mà có người xin số em á, thì muốn chuyển khoản hay giúp gì á, thì cứ chưa trực tiếp qua anh đi, đừng có cho số nữa, vậy mất công này nọ nữa. Không, cái đó nhầm khi cũng tùy cô bác thôi, với trong xã hội cuộc sống này cũng còn nhiều người rất là tốt, nhưng mà cái ý kiến thì do em quyết định thôi, chứ anh cũng không biết như thế nào hết. Dạ. Rồi, mấy bữa nay mẹ cũng đi làm thường xuyên hả em? Dạ đúng hả? Đi làm tiền điện từ tới nơi tháng 500.000 tiền điện. Dữ vậy hả? Ở đây kéo nhờ á chị, giống như là điện của một cái hồ viên mình kéo lại á. Mẹ đi làm tăng ca là 5 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi gần 6 giờ mới về, còn làm buổi đứng là 2 giờ rưỡi mới về. Buổi đứng là không có nghỉ trưa, ăn cơm xong rồi làm luôn. Này đòn xuống đây nó em bất ngờ không? Dạ hồi nãy anh điện cho em cũng bất ngờ mà em cũng vui. Vui ha. Thì thôi kệ, chuyện gì nó đã khó khăn đó thì lỡ rồi thì cho qua đi, chứ đừng có nhắc tới những cái chuyện buồn nữa. Dạ. Mình nhìn về cái tương lai phía trước thôi. Dạ. Nhất là còn bé nhỏ ở đây. Dạ. Em giờ em cũng không mong gì hơn nữa, mà để em sắp xếp thời gian này em làm xong rồi nghỉ đi xuống dưới kia giải quyết cái vụ chuyện vợ chồng em ly dị. Rồi nếu bắt được bé kia thì em mừng, hai chị em nó sống ở bên nhau, em chỉ mong vậy thôi. Thì trước nhất thì em cái cuộc sống em nó phải ổn định, là lo cho bản thân và lo cho đứa nhỏ này được rồi mới nghĩ tiếp được. Dạ đúng rồi. Bữa giờ ba mẹ với em có nói gì không? Dạ mẹ em cũng hỏi em là ví dụ mà chồng em mà có lên năn nỉ này nọ thì chắc không đâu, nhất quyết rồi. Nhất quyết. Em suy nghĩ, em nằm em suy nghĩ, em cũng là sống nhẫn nhịn gần 5 năm rồi. Cũng dám cố gắng rồi chứ cũng chưa có suy nghĩ nhiều hả em ha? Dạ. Mình suy nghĩ nhiều cho người ta mà người ta không có suy nghĩ gì cho mình. Trước giờ sống càng nhẫn nhịn không, nên đâm ra gia đình người ta khinh thường gia đình em hay nọ. Với lại ba mẹ em hiền lắm. Chiều giờ có ăn uống gì chưa em? Nấu cơm chiều chưa? Dạ cũng chuẩn bị anh. Chuẩn bị hả? Dạ. Dạ bữa ăn khô bữa nay ăn cái gì? Hồi trưa em ăn cuốn bánh tráng á, ba mua lỗ tai heo á. Trời ơi, ngon vậy. Ăn cho có sữa cho bé nó bú ha. Dạ lâu lâu mẹ lãnh lương á, lâu lâu mẹ cũng bú. Ở đây ở phía sau anh thấy có nuôi mấy con vịt con gà, cũng có trang trải rồi, chút đỉnh cũng đỡ. Dạ cũng nuôi rồi, nó lớn rồi bán mua cám mua đồ nuôi con nhỏ đó. Rồi. Chị Thật có muốn nói gì bé không nè? Sao chị? Đó, chị tới đây á, chị cũng không có cái gì chị cho em. Chị nói chung là tấm lòng chị thôi. Chị chia sẻ em phần nào để cho em, nói chung là bớt cái chị thì gái ảnh giùm em đi. Chị chia sẻ với em phần nào để cho bớt cái nỗi buồn của em thôi. Thì chị mong em á là cứng rắn lên, như là nãy em nói á, thì chị cũng xin phép là tại vì á, vợ chồng á mình sống với nhau á cả đời lận. Cái gì em thấy nếu mà mai mốt vợ chồng có năn nỉ á, thì em hãy suy nghĩ lại. ví dụ như ảnh có thai, em có chồng em á, nó suy nghĩ lại á, thì em nên cho người ta một cơ hội đi, đi về để nuôi hai đứa con. Nhiều khi con người ai cũng có làm lỗi hết á em. Dạ. Mình sống không có ai mà hoàn hảo hết á. Dạ em cũng mong lắm á chị. Ừ. Chị hiểu cũng... mà nên em phải cố gắng lên nha. Dạ. Chị đến không có gì, chị có mấy gói bánh gửi cho em, dạ, để cô chú. Dạ. Với lại cảm ơn chị. Ừ. Chị cũng cố ít làm nhiều. Với chị Ngọc. Má ơi, má vô má trao quà cho em nè. Thì nước tương đâu để nước tương đi. Hôm nay là cô chú Tâm Ngọc đi xuống thăm con. Dạ. Thì không có gì hơn, cô mua cho con túi gạo với lại mì với lại nước tương. Dạ. Con xuống nấu ăn lấy Thảo như không? Dạ. Với lại con biết sao không? Cái hoàn cảnh của con á, là hồi đó giờ cô chưa bao giờ nhức quá tam nha. Dạ. Mà hôm nay là cô nhức quá tam, cô đi xuống con là 3 lần rồi, con còn là dạ. Con hiểu là cái con mấy cô mấy chú thương con cỡ nào rồi nha. Dạ. Nên con ráng cố gắng là con sống dạ. cho tốt nha không. Dạ. Và ai sao gì dù ai nó ngã nó nghiêng gì đó vẫn như kiện 3 chân. Dạ. Bây giờ cái cuộc sống mình đã hồng nhan bạc phận vậy rồi. Dạ. Thì con ra ráng mà con kiên trì nha, đừng có lung lay nha. Dạ. Ai nói gì nói, thấy con trẻ đẹp thì họ nói vậy thôi, chứ giờ con mình còn nhỏ lắm, đừng có lay động đó, rung động con tim nữa là khổ nữa nha con. Dạ. Nha, cố gắng nha con gái. Dạ. Nha. Dạ. Ừ. Rồi bỏ gì ừ. Con lớn đi chứ còn trẻ đâu có phải ở vậy được, nhưng mà đợi lớn đi chứ giờ ấy nữa khổ ba mẹ nữa chết không á. Nè anh động viên nó anh. Má nhìn nó mà. Nó ai đi mấy này hả? Không biết. Nó đây nè. Thôi cô chú xuống con lần này lần thứ 3 thôi về con cũng ráng cố gắng nha, tại thấy bé gái thấy thương quá, ráng cố gắng là nuôi cho nó lớn. Dạ. Hiện giờ bên nội bên ngoại gì thôi kệ, mình cứ lo, quan trọng mình lo cho con mình đi, mấy chuyện kia dạ. mình hơi đâu mình quan tâm chi. Dạ. Hiện giờ bà con cô bác thì giúp con, giúp thời gian nữa thôi, chứ đâu có giúp theo con giúp hoài được. Dạ đúng rồi. Khi mà con bé nó lớn rồi con phải tự lực. Dạ con cũng phải đi làm. Đi làm mà nuôi con, lo cho ba đi. Mẹ chứ. Dạ. Rồi anh Phong vô chưa? Bữa nay con biết là chú Phong đang quà lớn cho con cười, con nhìn chú Phong hoài đúng không? Quà lớn chị. Thì tấm lòng một tình yêu thương là lớn rồi. Cuộc hoàn cảnh. Con đứng dậy được không con? Con đứng dậy với cô gái đi. Ngay hoàn cảnh của em vậy thì chị cũng thấy tội thôi, em cũng ráng cố gắng lên nha. Yeah. Cố gắng lên rồi có gì rồi lo cho em lớn lên chút xíu rồi, chứ em đừng có nghĩ vẩn rồi mất công rồi bước nữa là khổ cho con bé này. Giờ cứ nghĩ tới con bé này lo cho con đi, còn chồng thì khi nào nó ấy thì nó hối hận rồi nó tính tới. Đừng ấy khổ cho con bé nha, gì gửi con. Rồi chú Phong đi về. Cảm ơn cô gái chưa? Dạ con cảm ơn rồi. Rồi chứ sao nhớ được. Nội em kìa. Ủa đâu trơn ta. Lắc hoài không ra. Buồn ngủ à. Đợi anh tí ha. Thôi. Ngoài ẩm chút đi ngoài. Ngoài ẩm nhìn chút đi, nhận quà cho cháu đi. Nãy vậy ngậm tay miệng hiếp à. Bữa anh đi xuống thăm em á là có cô bác cũng thương em, có gửi quà cho em một chút để mua sữa cho bé uống. Ở đây có anh Bình là gửi em 500.000 với chú Lam, Helen, Quỳnh, Kim Hương, Lim, Sally, Lim, Sandy là gửi cho em là 4 triệu, là tổng cộng là 4.500.000 ha. Mai á, mua đồ về ăn cho nó tẩm bổ có sữa em bé uống. 1 triệu. 2 3 4 triệu 500. Cảm ơn. Em nhìn mấy ảnh cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp anh. Thay mặt em cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con, mẹ con em có tiền trả sữa. Em cảm ơn anh chị. Thì ở nãy giờ cô bác với anh Tâm, chị Ngọc, chị Thật rồi với chị gái á, với bạn Tấn á, thì cũng nói chuyện với em rất là nhiều rồi. Trong cuộc sống này thì không có ai mà lựa chọn cho mình một cái số phận hết. Với cuộc sống thì cũng do mình cũng cố gắng nỗ lực phát triển tiến bộ thôi. Nhưng mà nói chung á là Tấn với anh á là nghe cô bác á thương giúp đỡ em thì tụi anh rất là mừng. Thì giống như là chỉ có một phần nhỏ mà giống như là những cái anh nào đó xin số rồi kêu em gửi những cái hình nhạy cảm quả thân gì đó, thì cái đó là phần nhỏ nhỏ bé bé thôi. Nhưng mà còn bên cạnh đó nhiều cô bác là yêu thương mình, chứ mình cũng không phải mà suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực đó được. Thì nhưng mà cũng mong rằng những người anh, người chú gì đó thì cũng nên nhìn nhận những câu chuyện, những hoàn cảnh thì họ đã rất là khó khăn. Thì trong khi đó là chịu những cái nỗi đau về cái tình cảm gia đình là sức mẻ rồi. Thì cũng mong là bên ngoài thì cũng có rất là nhiều cuộc vui, là đừng có nên mà lấy những cái hoàn cảnh để làm những cái điểm gì đó khi người ta mất mát á, để tác động vào, lấy những cái đồng tiền để mà tác động vào đó, để mà xem những cái hình ảnh đó, hoặc là để lời dụ những cái lời ngon tiếng ngọt như vậy đó, thì tội lắm, thật sự rất là tội. Thì anh cũng không biết nói gì hơn hết á. Thì anh với Tấn với Đòn thì cũng chúc em thì với gia đình thì luôn bình an, nhiều sức khỏe. Rồi bên cạnh đó là bé nhỏ cũng dáng cố gắng thôi, chứ biết sao giờ. Với cô bác nào có thương á thì anh xuống đây, hoặc là anh có thể là chuyển khoản cho em để cho có tiền nuôi con nó cứng cáp giờ đi làm phụ ba phụ mẹ ha. Thì còn cái tương lai của cái quá khứ đó thì chồng như thế nào đó thì chị Thật cũng có nói với em đó. Thì nếu trong cuộc sống mà em cảm thấy giống như là còn cơ hội, hoặc là cho cơ hội được thì tại vì mình cũng có con đúng không? Dạ đúng rồi, mình cũng phải làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho con. Đúng rồi. Làm khi là em chịu đắng nuốt cay, hoặc là cuộc sống nó khó khăn tới mức độ nào cũng được hết. Nhưng mà lớn lên nhằm khi bé trẻ nhỏ nó thấy mình không có cha cũng là một cái điểm mà nó bất lợi. Đúng rồi, tội cho trẻ nhỏ, nó không có tội tình gì hết. Thì thôi bây giờ anh với mấy anh chị cũng thu xếp về. Tại vì lời nói thì tất cả những clip thì mấy anh em đã nói hết cho em rồi. Thì chỉ mong em là cố gắng thôi ha. Rồi thôi thì Phongnguyen cũng cảm ơn anh Tâm nè, chị Ngọc nè, chị Thật, chị gái và bạn Tấn, với tất cả Mạnh Thường Quân, tất cả khán giả trong ngày hôm nay đã cùng Phong đi xuống thăm căn nhà của bé Thảo ở đây. Thì chúc ông bà luôn bình an, nhiều sức khỏe. Thì hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo luôn nha. Rồi thôi chào em nha. Dạ em chào. Rồi cố gắng lên nha em gái. Anh xin phép ha. Chào em, chào cô bác. Không có gì đâu.